Rồi, biết rửa tay không mấy đứa? Trong cái mùa Covid rồi, rửa tay muốn lột tay hết trơn rồi. Rửa tay thường quy ha, rửa tay cho đúng quy trình, sau đó mình mới thăm khám. Bất cứ một cái người sản phụ nào cũng vậy, chứ mình coi giống như một bệnh nhân bình thường là mình khám, mình phải có đi từ đầu tới chân, mình phải đi từ chỗ sinh hiệu nha. Cái gì cũng vậy, không bằng sinh hiệu, cái gì sinh hiệu ổn là quan trọng nhất nha. Ta có đau đớn hay gì mà sinh hiệu ổn cũng đỡ, đúng không? Rồi, cho nên phải xác định được cái sinh hiệu. Đối với bà mẹ thì sinh hiệu của bà mình đánh giá được, còn đối với em bé mình biết được là qua cái gì? Qua nghe tim thai thôi. Bao giờ mình cũng có một bộ đôi hết trơn á. Cái bà đó là một bộ đôi nha, phải có mẹ và có bé. Đó. Rồi mình kiểm tra hết tất cả các cái xét nghiệm của bà. Nếu như bà có cái xét nghiệm nhóm máu rồi thì mình có cần làm lại không? Ừ, giả sử như bà nói bà bị nhiễm HIV rồi, mình có test nhanh HIV cho bà nữa không? Không nha. Thì á, mình phải kiểm tra coi có cái xét nghiệm nào cần lưu ý hay không. Mà những cái xét nghiệm thường quy, ví dụ như người ta đi sanh, mình cần làm xét nghiệm gì? Đúng rồi, phải biết cái công thức máu của bà này có thiếu máu hay không. Biết gì nữa? Đúng rồi, đông cầm máu, phải không? Công thức máu, đông cầm máu. Một số cái xét nghiệm sinh hóa, phải không? Rồi, cái sinh hóa máu mà nó liên quan tới cái thai kỳ thường gặp là cái gì? Uge, creatinin. Ừ, đúng rồi. Còn gì nữa không? Chuyển hóa, chuyển hóa. AST, ALT. Rồi. Rồi. LDL, HDL sử dụng trong trường hợp nào? Bị tiền sản giật. Trời ơi, béo phì vô làm gì tới đó, BMI gì nữa con? Nghĩ nha. Rồi, cái điều quan trọng là người phụ nữ đôi khi người ta sẽ có gặp cái rối loạn chức năng tuyến giáp trong thai kỳ rất là thường gặp nha. Do đó thì cái bộ đó đó, cái bộ đó nếu mà người ta không có tiền thì mình làm FT4 với TSH thôi cũng đủ nha. Và đặc biệt là phải đo điện tim nữa nha. Rồi, cái bộ này nè là cái bộ xét nghiệm làm có GBS nè, viêm gan B, giang mai HIV. Cái này là những cái mà có thể lây truyền từ mẹ sang con. Không phải, đi ra coi coi mấy chị thảo luận hay là mấy chị tư vấn nhỉ? Anh tư vấn hả? Tư vấn đóng cửa. Rồi, xét nghiệm đông cầm máu GBS ha, viêm gan B, HIV, giang mai, mấy cái này là mấy cái quan trọng nè, đó là cần thiết phải làm, tại vì cái này lây truyền từ mẹ sang con ha. Rồi, cái này vệ sinh tay là mấy em giỏi giỏi hết rồi nha, chị không có cần phải nói nữa. Bây giờ một cái việc mà rất quan trọng trong cuộc chuyển dạ mình phải theo dõi đó, vô giai đoạn hoạt động mình phải vẽ cái gì. Rồi, bữa hổm dạy rồi đúng không? Rồi, sản đồ, chính xác. Bữa hổm ta vẽ sản đồ rồi, vẽ một lần rồi, lần sau kêu vẽ lại không thể vẽ được. Rồi, đó. Những cái người nào mà huyết áp cao thì cần phải theo dõi sát. Những người nào mà thai non tháng là cũng phải theo dõi sát ha. Và những người nào vỡ ối thì cũng phải theo dõi sát, coi chừng có nhiễm trùng ha. Rồi, đây, những dấu hiệu nào bất thường ha, cái này thì lướt qua thôi. Bây giờ giai đoạn chuyển dạ tìm thời á, thì thường á, là người ta đau á, người ta chưa có thích nghi được cái cơn đau, thì cái nhiệm vụ mình là mình phải hướng dẫn, động viên, an ủi với người ta, với lại cho người ta biết được cái diễn tiến cuộc chuyển dạ. Cái thứ hai nữa là phải có cái người đồng hành bên cạnh người ta. Ví dụ như người ta chưa có cổ cung mở nhiều thì đi ra cho người ta ở gần người thân, người ta đi người ta ghen với người thân, người ta đỡ ghen với mình ha, được không? Ừ. Rồi, đối với ăn uống thì mình cứ ăn uống bình thường thôi ha. Rồi, đi tiểu thì khuyến khích người ta tự đi tiểu ha. Mình chỉ đặt thông tiểu khi nào cần thiết thôi. Khi nào ta đi tiểu không được thì mình mới đặt thông tiểu thôi. Rồi, mình theo dõi cái gì? Theo dõi giống như một cái cuộc chuyển dạ bình thường thì có theo dõi tim thai, cân gò và theo dõi sinh hiệu bà mẹ ha. Và mình đánh giá lại cái cổ tử cung với ngôi thai nó tiến triển như thế nào để mà mình ghi nhận vào trong cái biểu đồ chuyển dạ ha. Rồi, đây là cái hình ảnh mà mấy đứa đi học phòng sanh là mấy đứa hay thấy nè. Ở đây á, là sanh, còn đối diện với cái bàn sanh chính là cái bàn gì đây? Bàn, đúng rồi, cái bàn hồi sức em bé ha. Trên cái bàn này sẽ có rất là nhiều thứ để coi nha. Cái chỗ cái phòng sanh đó thì phải đảm bảo cho mình là nó phải có sự kín đáo và có sự riêng tư.
một cái phòng xanh mà có hai cái bàn xanh thì phải có cái gì? Đúng rồi, có cái rèm kéo ngang để người ta được riêng tư ha. Cái nhiệt độ là bao nhiêu độ nè? Nhiệt độ là phải nhớ chỗ này nha, 25 tới 28 độ C nè. Đó là không bị gió lùa. Tại sao lại không bị gió lùa? Có gió cho nó mát. Tại vì mình sợ hồi em bé ra nó lạnh ha. Đứa nào mới tắm ra rồi để quạt gió coi thử coi sao nha. Nó sẽ có một cái cảm giác nha, rất là rùng rợn. Đó chính là bị rung nha. Thì do đó đó là mình sẽ không để gió lùa, bởi vì em bé của mình mới sanh ra nha, nó toàn thân nó được bao phủ bởi nước ối. Rồi, trước khi mình sanh bao giờ mình cũng phải giới thiệu cho bà, ừ, chị em nè, em là ai nè, em sẽ là người đỡ đẻ cho chị nha. Rồi, rồi động viên nha, chị cố gắng nha, chị phải theo sự hợp tác của em, cho nên em sẽ giúp chị là một cái cuộc sanh an toàn. Nghe như vậy ai cũng muốn hợp tác với mình hết trơn á nha. Chứ ông lại nói gì nè, gần sanh rồi kéo lên, rồi xong rồi cái đi rửa tay là người ta không ưa mình này, hiểu không? Không có chủ ngữ diện ngữ hết trơn, cho nên cái thái độ nó sẽ quyết định được không người ta tin tưởng mình hay không là do thái độ của mình. Rồi, cho dù có gung tới cỡ nào thì cũng phải tỏ ra bình tĩnh nha. Rồi lại là rửa tay nữa, hồi nãy trước khi thăm khám là mình rửa tay, bây giờ trước khi mình đỡ sanh nha, mình đi vô phòng mình chuẩn bị cái nhiệt độ phòng, mình nói chuyện với sản phụ thôi, mình cũng phải rửa tay. Rửa tay xong á, rồi cái mình sẽ chuẩn bị để mình đỡ sanh và mình chuẩn bị dụng cụ sanh nha. Hồi nãy nè, có cái bàn hồi sức nè ha, cái bề mặt là phải sạch nè, phải phẳng và cứng nè, phải có đèn sưởi có ấm, và phải kiểm tra cái dụng cụ hồi sức sơ sinh. Đây, đây là cái bàn, cái mâm xanh nè, nhìn cái mâm xanh này thấy đẹp không? Rồi vô trong phòng xanh nhìn cái mâm xanh thấy ghê không? Tại sao? Chỉ khác biệt nhau chỗ nào? Sắp xếp, đúng không? Có sắp và không có sắp nó khác nhau dữ trời lắm. Rồi mắc mớ gì cái bộ hạt đậu lại bỏ vô đây đó. Ngay chỗ này á, là cái mâm, được không? Ở bên dưới đây là một cái mâm để nó chấm thấm đó. Cái bộ hạt đậu mắc mớ gì để đây, cứ để ra ngoài. Bộ hạt đậu để làm gì? Để đựng cái đồ nào nó không phải vô trùng, hoặc là cái đồ nó dơ mình không sử dụng nữa nên mình sẽ sử dụng. Không có đựng cái bánh nhau nha chế. Cái bồn hạt đậu không có đựng đủ cái bánh nhau. Rồi còn cái bóc này để làm gì? Để đổ betadine vô để sát trùng, được chưa? Cái khăn này để làm gì? Cái khăn này để lau em bé nha. Hai ống oxytocin này để làm gì? Để xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ nha. Rồi cái áo điệu này có cần không? Cũng được, muốn thì làm, không muốn thì thôi. Nhưng mà ở đây không có cần thiết phải có cái áo điệu. Tại vì lý do là sao? Em bé giờ mình để cho nó tự do di chuyển trên ngực của mẹ ha. Rồi cái này là để làm gì? Để nhận diện thương hiệu. Rồi ở trong đó nó có đồ á, là người ta hấp sấy vô trùng sẵn rồi đó ha. Cái bộ đó đó nó tốt hơn là người ta chuẩn bị ở ngoài. Tại vì người ta chuẩn bị ở ngoài có khi người ta sử dụng một số chế phẩm nó sẽ gây kích ứng em bé, được không? Rồi mấy em nên nhớ nè, luôn luôn chuẩn bị dụng cụ hồi sức. Bởi vì có những em bé hoàn toàn không có nguy cơ gì hết, nhưng mà nó không có thở ha. Chị đã từng đẻ ra một đứa rất là bình thường, không có gì cả. Sau đó nó qua, nó nằm da kề da với mẹ. Sau đó tự nhiên nó liệm đi. Rồi cuối cùng chị bóc qua, chị bóp bấm, chị cho nó thở oxy, nhưng mà sau đó nó vẫn tím. Thì 30 giây sau là bác sĩ Yến chạy xuống rồi, vẫn tiếp tục bóp bóng, nó vẫn tím, đặt cái nội khí quản vô nó vẫn còn tím, bút thêm nửa ống AD vô nó vẫn chưa lên, tim gời gạt nhấn tim luôn, sau đó làm thêm một ống AD nữa, lúc đó cái tim nó mới bắt đầu trên 100 trở lại. Cuối cùng cái em bé nó thoải mái, qua bữa sau nó bình thường. Một ca đẻ rất là đơn giản, tim thai nó đẹp đến cuối cùng luôn. Đó là mấy em thấy không, chuyện gì mà nó cũng xảy ra đó. Rồi lỡ vô tay mình thì nó làm sao? Vô tay mình nếu mình không học cái bài ENC này là nó đi bụi nha. Tại vì cái thời gian hồi sức của mình được bao nhiêu, cái não nó chịu được cái mức thiếu oxy mấy phút? Đúng rồi, có vài phút mà, phải không? Vô tay mình là đi bụi, 30 giây nó chưa được cái tư thế nữa, hiểu không? Mình phải học cái bài này nha. Rồi mình phải chuẩn bị cái dụng cụ này,
nội cái bóng cái mát này mà nó không có, mình chạy đi mình kiếm một quần một vòng cái hết 2 phút rồi là xong, là nó tử luôn, được không? Cho nên á là cái bàn hồi sức này nè, nè lúc nào cũng phải có người ở trong cái bàn hồi sức này hết trơn á nha. Rồi chuẩn bị cái bàn có cái lèn sưởi nè, chỗ này đó là mở bung cái miếng này ra là mình sẽ thấy một cái bóng, cái mask, cái dây oxy, cái túi thở lại. Cái mask này nó có rất là nhiều kích cỡ, tại vì bệnh viện mình thay non cũng có, thay đủ tháng cũng có ha. Cho nên là cái bóng này nè với cái mask này nè mình phải chuẩn bị cho nó vừa với lại các con lớn khác, con nhỏ khác nha. Cái hộp này nè mấy đứa thấy không, cái hộp này mở ra nó lại như vậy nè, ở trong này là cái gì vậy? Cái nội khí quản, đúng không? Dây hút nhớt, hút nhớt khi cần thiết, được chưa? Còn cái ống này là gì? Cái ống này là để cứu cái đứa hồi nãy đó, nha. Không có, ống này là nhỏ nãy nó xong luôn rồi đó nha, dù nó không có nguy cơ gì hết trơn á. Rồi thử coi thứ tự chăm sóc bà mẹ trẻ sơ sinh ngay sau đẻ. Đầu tiên nó đẻ ra mình làm gì? Mình sẽ lau khô. Rồi tiếp theo mình làm gì nữa? Mình lau nó xong rồi mình làm gì? Rồi có ai trả lời đó? Sao xè xè không mà không trả lời vậy? Rồi tiêm bắp 10 oxytocin cho mẹ. Rồi sau đó mình làm gì nữa? Kẹp gốm cho bé phải không? Kẹp gốm muộn. Đúng rồi. Rồi sau đó so đáy tử cung mỗi 15 phút. Good good. Vì nghĩ được rồi đó, khỏi học nữa. Vô. Bây giờ đối với những cái trường hợp mà sanh thường á thì chúng ta sẽ phải học 6 bước này nha. Còn đối với còn sanh gỗ á thì nó chỉ có 5 bước thôi nha. Thì bước thứ nhất là chúng ta sẽ tiến hành lau khô ủ ấm cho em bé để em bé nó được tiếp xúc da kề da với mẹ. Giờ mình đọc trước, hiểu trước đi rồi hồi nữa cho coi video. Rồi, em bé nó sẽ được đặt lên trên cái bụng của mẹ ha, và cái thời gian này là bao lâu? 90 phút nha, 90 phút nha. Rồi, sau đó chích oxytocin để xử trí tích cực giai đoạn 3 cho bà mẹ ha. Rồi sau khi mình xử trí tích cực giai đoạn 3 cho bà mẹ rồi, mình sẽ quay trở lên mình coi coi dây gốm nó hết đập chưa để mình kẹp rốn muộn. Và cái thời gian mà dây gốn nó hết đập đâu đó khoảng từ 1 cho đến 3 phút tùy em bé ha. Nếu bé nào khỏe có khi nó kéo dài hơn 3 phút. Và cái việc mà dây gốn nó còn đập như vậy đó thì bé nó sẽ được tiếp tục cung cấp máu qua bà mẹ, do đó nó sẽ tăng được cái nguồn dự trữ sắt và nó sẽ giảm nguy cơ thiếu máu thiếu sắt trong vòng 6 tháng đầu đời của em bé ha. Rồi kẹp gốn một thì, kẹp gốn một thì có nghĩa là kẹp gốn không phải hai thì, được chưa? Như vậy thì kẹp gốn hai thì là cái gì? Hồi xưa đó người ta kẹp gốn xong cái người ta kẹp dài lắm, cái người ta đem ra ngoài gần hồi ta mới có cái động tác gọi là làm rốn. Bây giờ á, thì mình kẹp xong á, là ổn luôn ha. Chút xíu nữa sẽ biết kẹp rốn một thì là cái gì. Bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ bắt đầu kéo dây rốn có kiểm soát ha. Rồi bước nữa đó là mình sẽ so đáy tử cung mỗi 15 phút một lần trong vòng 2 giờ đầu ha. Rồi mình hỗ trợ cho em bé nó bú. Đây, em bé nó nằm trên ngực mẹ đó. Cắt tần sinh môn, chỉ định cắt tần sinh môn khi nào? Mấy em nên nhớ là cái thai non tháng có chỉ định cắt tần sinh môn không? Có, để bảo vệ em bé phải không? Xin thưa là không nha. Mình chỉ cắt tần sinh môn nếu chuyển dạ mình bất thường, hoặc mình nghi ngờ là có suy thai, hoặc là mình cần phải sinh phọt xép, sinh giác hốt, hoặc là mình có đẻ khó do kẹt vai, được không? Và không có khuyến cáo cắt tần sinh môn rộng rãi. Con so không phải là chỉ định cắt tần sinh môn, thai non cũng không phải là chỉ định cắt tần sinh môn. Nếu một bác sĩ sơ sinh nào đó em bé nó non tháng sau không cắt tần sinh môn, cái đó không phải chỉ định nha, được không? Cái này là cập nhật rồi, cho nên á ở thế hệ này nè là chị phải nói lại cho mấy đứa chỉ định cắt tần sinh môn nha. Và kỹ thuật giữ tần sinh môn bây giờ nó đã khác xưa rồi, nó không giống cái thời hồi đó tụi chị học nữa, nó đã cập nhật rồi. Mà giai đoạn này thì có thể mấy đứa mà học lên nữa đó thì có thể là trong thời gian mấy đứa ra trường thì chị sẽ cập nhật cho cái kỹ thuật mới nha. Rồi thấy nó khác với lại cái giáo trình sản phụ khoa chưa?
thấy chưa, cái bàn tay này nè, nhìn cái chữ chữ B với chữ C nè, các cái ngón tay này đó nó sẽ áp vào trong cái phần chỗ tầng sinh môn với lại cái hậu môn để người ta giữ được cái trung tâm đáy chậu này nè. Và có ba cái ngón này nó sẽ hơn hẳn so với cái chuyện là chỉ có hai cái ngón này thôi. Đối với cái cách giữ như kiểu cũ thì chúng ta không có ba ngón này tăng cường được nha. Rồi rồi bây giờ nếu mà cục mổ á thì cái nhiệt độ phòng nó có khác với cái phòng xanh không? Nhiệt độ phòng của phòng mổ có khác phòng xanh không? Không có khác nha. Rồi có gió lùa không? Cũng không có gió lùa luôn nha. Bàn sơ sinh có khác không? Cũng không luôn, được chưa? Rồi đối với cuộc mổ á, thì chúng ta có 5 bước, được chưa? Rồi mình sẽ nhớ là như thế này nè, có cái vụ kéo dây rốn có kiểm soát gì đó là không có rồi nha, được không nè? Rồi đây là em bé da kề da với mẹ, hồi nãy mình sanh xong mình đặt lên trên bụng, bây giờ bà mẹ mổ ngay chỗ cái bụng, mình sanh xong mình đặt ở đâu? Mình đặt lên ngực nha. Rồi rồi đây là cái ý nghĩa của cái chuyện tiếp xúc da kề da. Người ta đã nói cái số 1 là bà mẹ nó sẽ được nhìn thấy con, và đương nhiên ta sanh được cái cục vàng của Naga ta cảm thấy rất là vui, đúng không? Mà ta được ôm nữa ta rất là vui. Hồi xưa đó mẹ em bé ra, em bé không có được nằm với mẹ mà sắp hàng gì đây nè, rồi xong rồi người nhà mới đi coi nó có làm sao, rồi lộn tùm lum tà lá hết trơn á. Cái chuyện mà đẻ ra mà cái người phụ nữ đó được ở bên cạnh con là chuyện vô thường không tưởng, đúng không? Còn bây giờ nếu mà một người phụ nữ mà họ đi sanh mà không được ở gần con là chuyện lạ. Ủa tại sao tôi không được ở gần con? Thấy không? Cái trật tự nó thay đổi, phải không? Đây là ENC nó làm thay đổi cái trật tự đó nha, mà nó theo cái hướng gì? Tích cực nha. Bà mẹ mà được ở gần con thì cái vú đã để đó rồi, có thì cứ bú thôi, đúng không? Đó, mình giảm được thiếu máu thiếu sắt, bà mẹ bà yên tâm hơn, bà bớt mông lung, bà bớt hỏi hơn, mình đỡ phải trả lời mệt, đúng không? Rồi bà lại cho bú sớm hơn nữa, mình đỡ phải đút cho nó sữa nữa, đúng không? Không có cái vú thì phải đút. Đó, rất là nhiều cái ha. Thì cái khuyến cáo nè, những cái khuyến cáo về cái dự phòng băng huyết sau sanh đó, thì xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ là để dự phòng băng huyết sau sanh ha, là nó sẽ giảm được cái tỷ lệ băng huyết sau sanh nha. Ai đẻ mà không có ra máu đâu, đúng không? Rồi xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ nó sẽ giúp dự phòng băng huyết sau sanh nha. Mấy cái này thì thôi khỏi coi nữa. Kẹp dây gốn muộn nè, đó thì cái thời gian đối với một cái trẻ non tháng đó, ở nước ngoài á, là vừa đẻ ra cái đứa trẻ non tháng là bác sĩ sơ sinh người ta đứng đó, người ta dòm cái đồng hồ, người ta đọc đi nè, 1, 2, 3, ta đập dài luôn cho tới 45, cái xong cái cắt gốn. Là tại vì á, bác sĩ sơ sinh thì ta cũng cần phải thăm khám và đánh giá em bé, và em bé sơ sinh thì cũng cần được kẹp rốn muộn đó. Thì cho nên á, là cái thời gian á, để mà rau khô của em bé là trong vòng 30 giây, và thời gian là kẹp rốn muộn của em bé thì đâu đó khoảng 45 giây. Đối với em bé đủ tháng á, thì ở Mỹ người ta kẹp rốn muộn sau 1 phút nha. Thì cái việc kẹp rốn á, thì nó sẽ tăng cái hồng cầu qua trên cái dây rốn, đúng không? Như vậy thì em bé nó sinh ra nó sẽ phải thay máu, nó thay cái hồng cầu từ thai sang cái người lớn, đúng rồi. Cho nên á, mấy cái sản phẩm của máu á, nó sẽ phải tăng, nó sẽ phải nhiều hơn, phải không? Như vậy thì em bé nó có tăng vàng da lên không? Đúng rồi, nó sẽ tăng tỷ lệ vàng da. Tuy nhiên á, nó không có tăng cái tỷ lệ vàng da bệnh lý nha. Do đó đó thì nếu như mà em bé nó có thể vàng da nhiều hơn và có thể vàng da kéo dài hơn những em bé thường, nhưng mà nó sẽ không tăng cái tỷ lệ vàng da bệnh lý. Đồng thời là mình sẽ quan sát những em bé này, nếu như mà nó vẫn bú tốt, ngủ tốt, nó không có ọc gì hết và nó không có vàng da tới bằng tay bằng chân, như vậy thì em bé nó sẽ ổn nha, được không? Rồi mình sẽ tăng được cái dự trữ sắt cho em bé và giảm cái thiếu máu thiếu sắt trong vòng 6 tháng đầu đời nha. Rồi
trẻ non tháng thì cũng cần được kẹp vốn muộn, chứ không phải là mắc mớ gì mình phải cắt ra liền được không, nếu em bé nó khóc được nha. Thành ra cái thời gian bất kỳ một cái gì đi nữa thì mình có 30 giây để mình lau khô em bé nha. Rồi, bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là một cái điều quan trọng và khuyến cáo cho tất cả các trẻ ha. Còn đối với các cái trẻ mà lớn hơn đó thì người ta khuyên là nếu được thì sẽ bú mẹ trong vòng 2 năm đầu đời của trẻ. Tại vì chị biết sao? Nó có cái kháng thể nha. Cái thứ mà tất cả các sữa công thức người ta cố gắng làm đi nữa thì cũng không có được. Được không? Rồi, cái này là xong cái phần chuẩn bị cho cuộc sanh. Bây giờ mình sẽ qua cái bài tiếp theo là cái bài chăm sóc trong vòng 30 giây đầu. Rất là tuyệt vời cái bài này. Cái bài này á, mấy em phải biết được các cái bước mà chăm sóc ngay sau khi sanh ha. Và phải biết cái dấu hiệu nào bình thường và bất thường. Ở đây là chị nhắc lại nè, 6 cái bước trong sanh thường, cái này về nhà mấy em phải học thuộc nhưng mà theo cái kiểu là mình phải hiểu nha. Mình phải hiểu, mình dòm một cái cuộc sanh đi, mình đi vô phòng sanh mình không làm gì hết, mình dòm cái cuộc sanh mình coi người ta làm cái gì, coi nó có đúng với cái bước chăm sóc thiết yếu mà mình đã coi hay không. Mình có thể mở cuốn tập cho mình coi thì như vậy mình mới có thể nhớ được ha. Rồi mình lên trên phòng mổ mình coi chị cho em mổ, không phải coi để mổ, coi nó làm BNC có đúng không ha. Rồi như vậy mấy em mới nhớ được, cái học thuộc lòng ai mà nhớ cho nổi, được không? Rồi khi mà em bé nó mới vừa ra, đầu tiên mình phải làm cái gì? Thông báo giờ sinh giới tính, phải chúc mừng chị em bé gì nè, bé này là bé gái, giờ là bao nhiêu mấy giờ ha. Giả sử như giờ đẻ ra được giờ này mình đọc là gì? Làm sàm, chúc mừng chị sao chị đã sanh được bé gái lúc mấy giờ? Đúng rồi, 16:45 nghe. Có cần phải thông báo cái ngày cho bả luôn không? Thôi dẹp đi, không có thời gian đâu. Rồi, không có thông báo giờ này 4 giờ nghe. Tại vì biết sao không? Giờ này là 16:45 rồi. Được không? Không có phải 4 giờ nghe. Rồi, sau khi mình công bố cái giờ sanh giới tính này, mình có 5 giây để công bố giờ sanh giới tính, xong là mình sẽ đặt em bé lên trên cái khăn khô hồi nãy mình trải ra đó nha. Và mình sẽ lau khô theo thứ tự, đầu tiên là lau hai con mắt, bây giờ nhắm mắt lại tưởng tượng đi, đọc cho nghe nè. Lau mắt xong cái lau cái mặt, xong rồi cái lau hết cái đầu, xong rồi gom cái khăn ngay chỗ ngang cái thân người đó, lau cái ngực, xong rồi lau cái bụng nha, lau tay lau chân, rồi xong rồi lau tới cái lưng, tới bộ phận sinh dục, được không? Rồi cái thứ tự đó là mới đúng nha. Rồi kiểm tra trong cái thời gian đó là mình sẽ kiểm tra coi ở đây mấy đứa thấy gì không, lau bụng nè, xong rồi tới lau lưng lau tay chân nè, không có đúng nha, lau tay lau chân luôn một lượt, rồi xong rồi mới quay cái lưng qua úp em bé lại lau cái lưng, và tới cuối cùng mới là bộ phận sinh dục. Khi mình lau cái lưng em bé đó là mình sẽ kích thích gián tiếp, mình xoa cái lưng đó để mình kích thích cho em bé nó thở, để nó chống cái chuyện ngừng thở nguyên phát ha. Và thời gian này nè, mấy em lau đúng với trình tự, lau cứ bình thường thôi, lau đúng với trình tự như vậy đó là nó sẽ là 30 giây, người ta đã tính rồi hết trơn rồi ha. 30 giây để làm cho chuyện đó. Nếu em bé mình nó không khóc trong thời gian đó, mình có lau nữa không? Không hả? Cứ lau tiếp nha, không khóc kệ nó, trong vòng 30 giây đầu lau cho nó xong nha. Rồi thời gian này là để mình lau khô và mình đánh giá coi bé nó khóc chưa. Nếu sau 30 giây em bé nó chưa khóc mình mới can thiệp nha. Rồi chứ mắc mớ gì, nó chưa có khóc, ra đời nó đâu có khóc liền đâu. Ra đời thì nó cũng hơi tím chút xíu, kẹp cắt gốm đem ra ngoài hồi sức cho cố vô, đâu có cần. Cái này gọi là ENC nè. Những điều mình cần làm thì mình làm, còn những điều không cần làm đừng có làm cho nó lố. Đó, thấy không? Mình học bài này thì mình mới biết được một chuyện. 30 giây đầu nó không khóc kệ nó, mình cứ lao, mình lao cho nó đúng 30 giây đi. Rồi xong nếu thấy nó chưa khóc, kẹp gốm nhanh đi ra, được không? Được chưa? Cái này là cái chỗ quan trọng nha, được không? Ai hỏi mình là nếu trong vòng 30 giây đầu tiên
bé chưa khóc chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ lao cho đủ 30 giây được không, và lao cho nó có hệ thống nha. Rồi sau khi mình lao xong là mình sẽ nhanh chóng kiểm tra em bé nó có thở hay không nha. Nếu như bé nó không có thở hoặc là bé nó không có khóc thì lúc đó là mình làm gì? Rồi lúc đó là mình kẹp gốn nhanh, là mình chuẩn bị hồi sức ha. Lao xong rồi thì cái khăn ướt đó giục bỏ, không có đắp nữa. Đây có đứa nào thử đắp cái khăn ướt lên mình không nha? Đúng không, hợp lý rồi phải không? Lao xong rồi cái khăn ướt đó mình giục bỏ, rồi mình đắp cái khăn khác vừa sạch mà vừa ấm lên, rồi đội cái nón lên cho người ta ấm. Cho nên nếu lao mà không khô rồi đội cái nón, đội cái khăn lên là sao? Hạ thân nhiệt, bị ướt nha. Rồi hút, hồi xưa đó là gì nè, đẻ em bé ra xong lấy cái bo liền hút 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 xong chưa có lao, hút xẹt hút xẹt. Ê, có đi ra khoa trung ương không? Giờ còn hút không? Còn có bo không? Tay sọn mâm bỏ cái bo ra chấm không? Ra khoa trung ương thôi còn à? Hả? Chưa đi sản đúng không? Ừ. Một số bệnh viện ở dưới gì dạng như là nếu đi ô môn rồi đó là còn, tại vì giờ mới chuyển à. Chị hiện tại chỉ có hai cái bệnh viện là có Phương Châu với bệnh viện này thì không có cái bo nữa. Cái hồi xưa là chắc cách khoảng 5 năm trước là có cái bo hút như nè, hút mũi hút miệng sẹt 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 vậy đó, nhưng mà không phải là lao đầu tiên. Thay vì mình ra mình lao đầu tiên thì nó đúng nha. Thì cái này cái thực hành nó rất là thay đổi, tại vì mấy em mà là cái lứa mới à. Mấy em không có thấy những cái thực hành cũ nó xàm lắm, nó xà bát lắm, nó không ảnh hưởng, nó toàn ảnh hưởng tới em bé, nó không có giúp đỡ gì hết trơn á. Rồi nếu mà một em bé mà nó khỏe đó, mình không có cần phải hút cái gì hết trơn á. Chừng nào mình thấy em bé này nó bị tắc ở chỗ nào thì mình mới hút, được không? Không hút nghe. Rồi như vậy thì đẻ ra chỉ có lao thôi, không có ai cảnh mà mình đi hút nha, đâu có cần thiết đâu. Rồi nếu mà nó tự thở tự khóc rồi mình xách nó bỏ lên cây cân luôn không? Cân cái tính sao? Không nha, em bé khỏe thì việc cân nó là không cần thiết, trước sau gì mình cũng sẽ biết thôi, được không? Rồi do đó thì khi nào nó kết thúc da kề da với mẹ thì mình sẽ tiến hành cân. Như vậy thì bao lâu mình cân bé? 90 phút. Bây giờ mình để 2 tiếng mình cân được không? Ok, được, đâu có gì đâu, bình thường nha. Rồi khi mình tiếp xúc da kề da với em bé thì mình nên nhớ cái đầu của em bé nó sẽ quay sang một bên, được không? Rồi 3 không, không gì, không tách con ra khỏi mẹ nếu như mà mẹ và đứa con đều ổn, được không? Cái số 2 là không cố tình lao hết mấy cái kem ở trên người của nó nha. Kem đó là kem dưỡng da của nó đó, là chất gây đó nha. Lao sao cho hết, được không? Mình cố gắng mình chà sát quá nó sẽ ảnh hưởng đến cái da của nó, miễn lao khô được rồi. Tắm không? Đứa nào được ra tắm bia gì không? Có ai tắm bia không? Rồi giờ không ai tắm bia nữa nha, không tắm bé trong vòng 24 giờ. Tắm nên sao? Tăng nguy cơ gì? Tăng nguy cơ bị hạ thân nhiệt, không tắm nha. Rồi bây giờ nè, kẹp gốm một thì là như vậy nè mấy đứa. Ở đây á, là cái kẹp rốt bằng nhựa. Hồi xưa á, là người ta để người ta kẹp dài vậy nè, người ta lấy cái kẹp Kenly ở đây, ta kẹp ở đây một cái, xong thêm cây Kenly nữa, người ta kẹp ngay chỗ này một cái, ta cắt ra. Xong một hồi nó mới quay lại, người ta lấy cái kẹp gốm nhựa này, ta kẹp vô chỗ này, rồi ta làm gốm, ta lấy betadine gì, ta lao gì, lấm chân á. Được không? Tùy chỗ, mỗi chỗ sẽ một kiểu. Rồi, cho nên á, bây giờ á, người ta thống nhất lại là gì? Sau khi mình chích oxytocin cho mẹ rồi, mình kiểm tra nếu không còn cái thai thứ hai nữa đó, thì mình tiến hành kẹp gốm muộn cho em bé này, và mình sẽ kẹp cái kẹp đầu tiên là cái kẹp gốm nhựa mà vô khuẩn nha. Cách cái chân gốm, cái này gọi là cái chân rốn này ha, được không? Kẹp cách chân rốn bao nhiêu cm? 2 cm. Xong rồi có cái chữ vuốt máu về phía mẹ là để chi biết không? Vuốt máu về phía mẹ làm gì? Để hồi nó đừng cắt, đừng có văng vô mặt mình đó chứ gì đâu nha. Vuốt về phía này thêm kẹp từ đây nữa là 3 cm, được không? Tại sao mình không cần vuốt nữa? Vuốt chi cho nó dài, cho nó mất thời gian vậy, đúng không? 3 cm rồi mình cắt ngang trên chỗ này nha. Là như vậy thì cái kẹp này nó cách cái chân gốm bao nhiêu cm? 5 cm. Và nó cách cái kẹp thứ nhất bao nhiêu? Làm toán trừ thôi, 3 cm nha. Cắt ở đâu? Sát cái kẹp vô khuẩn thứ nhất, được chưa? Rồi đó là kẹp rốn một thì đó mấy đứa, vậy thôi à nha. Là kẻ có nghĩa là mình kẹp rồi mình không có kẹp lại, giống như ở ngoại khoa người ta nói mai da thì hai đó,
là người ta mang lần đầu tiên rồi cái nó bị nhiễm trùng, cái người ta mở ra cái vài bữa sau cắt lọc hết trơn, ta may ra thì hai được không? Rồi đeo vòng nhận diện cho em bé, nếu mà bà mẹ mà không có khỏe cần phải làm cái gì đó em bé nó nằm á thì sao, nó phải ở một nơi ấm và nó phải gần mẹ, mẹ nó phải nhìn thấy được ha, được không? Rồi nếu em bé nó không tự thở thì phải làm sao? Phải hồi sức chứ sao, mình phải gọi thêm người giúp đỡ, nhưng mà mình phải nói cho bà mẹ biết à bây giờ em bé nó chưa có thở, giống như cái ca của chị vậy đó, là nó đang nằm ở trên ngực của mẹ nó rồi mà chị thấy nó tím, chị thấy là em bé này nó thở không có tốt, bây giờ chị cần phải đem qua để mình giúp đỡ cho em bé nha, rồi em cứ nằm đây để cho chị lo cho bé được không? Xong cái mình nói gì nè, mời sơ sinh đi lẹ đi, trong thời gian đó mình hồi sức, hiểu không? Mình chỉ cần nói đơn giản thôi, mời sơ sinh lẹ đi là được rồi, hiểu không? Mình không cần la làng lên đâu, mình nói chữ lẹ đi là người ta hiểu rồi nha. Thì mình phải nói cho bà mẹ biết một cách nhẹ nhàng, đồng thời là mình phải tiến hành hồi sức, mình chuyển em bé ra cái khu vực của mình liền. Và cái khu vực đó nó có xa không, mình có cần phải chạy qua 3-4 lớp cửa không? Không, ngay trong phòng xanh và chỉ bước qua cách đó có 2 mét thôi, được chưa? Vậy mới kịp. Dụng cụ hồi sức sơ sinh đã chuẩn bị chưa? Rồi có ai rảnh quá mà không chuẩn bị không? Ờ, không chuẩn bị là một hồi đó nó có chuyện đó nha. Rồi á, cái bóng cái mát mình chuẩn bị đó mà mình không chịu mở ra sẵn nha, một hồi mình phát hiện ra cái mát nó hư rồi mình hồi sức được không? Không, bóp nó không lên rồi sao? Cho nên mình phải kiểm tra cái dụng cụ hồi sức cho nó ổn nha. Bất cứ một ca xanh nào cũng vậy hết trơn á, sau này mình về mình làm, giả sử như mình làm với hộ sinh, mình không chuẩn bị thì mình thấy hộ sinh không chuẩn bị, mình phải nhắc hộ sinh chuẩn bị, tại vì không có ca nào nó như ca nào hết, được không? Rồi thấy nó tốt đó, nhưng mà có thể một hồi nó liệm liệm luôn, được chưa? Rồi em bé đó phải đặt đúng với cái tư thế nè, cái tư thế nè, mấy đứa thấy có gì không? Mấy đứa đặt thường, mấy đứa đặt xuôi theo thân người không? Cái đầu của nó làm sao đối diện vô chỗ cái bụng của mình á, thấy không? Đặt như vậy mới đúng nha, nói vậy đó. Chứ rồi mấy đứa thấy không, tới trường cấp cứu không có nhớ cái tư thế đâu. Cái tư thế này mới là tư thế cấp cứu em bé nè. Bởi vì chút nữa ta đặt cái mát vô, được không? Ta đặt cái mát vô, người ta bóp, người ta mới quan sát được cái lồng ngực của em bé, hiểu chưa? Ta mới quan sát được cái lồng ngực của em bé nè. Khi bóp bóng thì cái lồng ngực em bé nó phải sao? Di động. Nó không di động thì sao? Có bóp búng đâu, phải không? Phải chỉnh bóng, chỉnh mát, được chưa? Chỉnh bóng, chỉnh mát hồi rồi thôi thải lai luôn, ngưng tim luôn nha. Rồi đây là chỉ số áp gia, rồi trong sách đã có. Khi mà một đánh giá một em bé mới vừa ra đời, không phải đánh giá mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở giống người lớn, mà đánh giá cái gì? Đánh giá là 3T, thở tim tím. Thở tim tím là gì vậy? Thở là nhịp thở, tim là nhịp tim, tím là cái màu da em bé. Mình chỉ cần coi thở tim tím thôi, khám sơ sinh thở tim tím, không có ở đó mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, nghe khùng luôn đó nha, dữ lắm luôn, là cái SpO2 nữa nha. Thì bây giờ đầu tiên thở là cái gì, mình coi cái nhịp thở nó mình được không? Được. Cái số 2 nữa, đếm nhịp tim, mình đếm chọn trong 1 phút không, thời gian 6 giây nhân cho 10, được không? Người lớn là bình thường là mình làm biến là mình đếm 15 nhân 4, đúng không? Còn em bé là mình đếm 6 nhân 10. Em bé nó rất là nhanh nha, nhịp tim nó rất là nhanh. Rồi, màu da bé thì sao? Hồng hay là tím? Mình nhìn cái gì? Nhìn cái môi này nè, được không? Nhìn cái môi là quan trọng nhất nha mấy đứa. Cái nhầm thi nó cũng tím ngắt, cái da nó tím, nhìn nó cũng gõ. Nhìn cái môi nha. Thở tim tím, nhớ chưa? Câu thần chú đó. Rồi đây là biểu đồ hồi sức, học thuộc lòng hết cho chị nha, học thuộc lòng từng chữ. Vô trong phòng xanh thấy ta dán cổng không ai học chân á nha, toàn là nhìn thôi, tại vì nhiều lắm. Tất cả các bước, mỗi một bước á, là mình sẽ làm trong vòng 30 giây thôi nha. Rồi nếu mà 30 giây là không thành công, mình sẽ chuyển sang một bước mới cao cấp hơn nha. Và cái trong cái lúc mà mình hồi sức em bé, phải đảm bảo vô trùng và phải luôn luôn được giữ ấm cho con, được không? Rồi bây giờ chị hỏi nè, em xanh được lau khô xong nó đặt lên trên người của mẹ, nó da kề da rồi và tự nhiên có khoảng 15 phút sau nó thở rên, mấy đứa nghĩ nó bị gì? Nó bị suy hô hấp sơ sinh.
xong rồi bác sĩ mở ra thấy cái đầu nó toàn dính máu dính nước ối không, vậy mấy đứa nghĩ tới gì, trời ơi nó nhăn thấy ghê, trời ơi mấy người lao không nói chứ không phải tôi lao, tôi để cho mấy người lao hồi quay lại nó ghen è è è vậy đó, nó bị hạ thân nhiệt đó, nó bị lạnh á, được không? Lao thì phải đúng kỹ thuật, lao khô nghe chưa, rồi cho nên có những cái trường hợp á là tự nhiên nó ghen cái bắt đầu học cái bài này nghe nó thở ghen cái bắt đầu sợ rồi cái chuẩn bị hồi sức tới nơi, nhưng mà kiểm tra lại em bé mình lao chưa có kỹ nhập rồi nha, thấy vậy đó. Chứ mấy anh chị lớn rồi cũng ra trường tốt nghiệp ra trường 1-2 năm mà nhầm khi cũng nghe lao không có kỹ nha, lao qua loa vậy đó, lao không đúng kỹ thuật mà nó vậy. Cho nên phải nhớ nha, mắt, mặt, đầu, ngực, bụng, tay, chân, lưng, bộ phận sinh dục, được chưa? Tưởng tượng ra cái hình em bé rồi lao, mô hình giả rồi không có gì để coi nữa. Cái trường hợp mà em bé nó không tự thở là phải đặt cho nó đúng tư thế nha. Rồi nhìn cái tư thế này nè, nếu mà em bé cái đầu nó ngửa quá thì cái đường thở này nó cũng gập, mà cái đầu của nó bị gập xuống thì cái đường thở nó cũng gập luôn, do đó là phải ngửa cổ vừa phải thôi nha. Rồi kích thích em bé nè, kích thích em bé những cái động tác không được làm, số 1 là lắc nè hoặc là bóp khung sườn nè, hồi xưa có nhiều kiểu lắm. Chưa có năm mấy lần xong bố em nhỉ. Ờ. Bây giờ là không có lắc bé cho tiện xài hả? Không có lắc bé, không có bóp khung sườn nha. Rồi được chưa? Rồi mình được làm gì trong cái lúc mà mình lau khô đó, mình xoa cái lưng em bé được ha, hoặc là đôi khi mình búng nhẹ nhẹ vô cái chân á, cũng có, bây giờ cũng ít búng chân rồi, hoặc là mình xoa nhẹ vô cái bụng nha, thường là mình sẽ kích thích cái lưng thôi là đã đủ rồi đó mấy đứa nha. Rồi ngưng thở có hai kiểu, một kiểu nguyên phát và một kiểu thứ phát nha. Cái chuyện á, nãy mình lau khô kích thích trong vòng 30 giây nên mình phòng ngừa cái ngưng thở nguyên phát đó nha. Rồi nếu như mà nó không có thở được nữa đó là bắt đầu nó chuyển sang cái chuyện khác đó là ngưng thở thứ phát nha, nhịp tim của nó chậm dần ha. Rồi hồi nữa mình phải ấn tim ngoài lồng ngực luôn. Rồi không có tim thì đương nhiên mình không có nói chuyện tới huyết áp, được không? Rồi mà một khi nó không có tim cái giai đoạn hồi sức này nó dở lắm nha, hiệu quả nó không có cao. Rồi bây giờ á, nếu mà trường hợp mình hút là gì đây, hút cái gì? Hút miệng ha 5 cm, hút mũi 3 cm, cái ống nhỏ nhỏ đó ha, ta để vô cái miệng nó là để vô ra 5 phân, được chưa? Mình cầm cái tay để 5 phân để đúng vô hút ra, được chưa? Còn cái mũi nó mình cầm vô mình cách cái đầu ống là 3 phân để đúng đéo để vô hút ra, được chưa? Có mấy cái mũi? Có 2 cái mũi, được chưa? 2 bên. Rồi mỗi một lần hút là bao nhiêu giây? 20 giây, không có hút lâu quá nha, rồi nó kích thích nữa, được không? Rồi hút thường quy không? Đẻ ra là hút liền thôi, không có rảnh nha. Rồi mấy cái này thì mấy em không có nổi đâu. Bây giờ cái mặt nạ là úp là phải cho nó đúng đó, những cái tư thế này nè, đây là mặt nạ đúng nè. Cái mặt nạ này sao không đúng, bởi vì lý do là sao? Nó thấp ở dưới rồi, nó bị hở cái càm rồi. Chỗ này là bị gì? Hở cái lỗ mũi này, lấy gì bóp? Bóp vô miệng không à. Còn cái này sao? Hở trên, hở dưới luôn, được không? Rồi cái ngón tay nè, nhìn cái ngón tay của người hồi sức nè, một tay á, là nâng cái càm của bé lên, nó giống như cái hình chữ C vậy đó, nâng cái hàm của bé lên nha. Rồi một cái tay này là giữ ở đây nha. Rồi một cái tay còn lại mình bóp, do đó đó thì em bé nó phải nằm, nó phải đối diện cái đầu vô trong cái chỗ cái bụng của mình mới quan sát được cái bóp bóng của mình có hiệu quả hay không, được không? Rồi nếu trường hợp mình bóp bóng không có hiệu quả mình sẽ làm cái gì? Sai rồi, phải kiểm tra lại coi mình đặt cái bóng có đúng hay không, được chưa? Mình bóp vô mình thấy cái sẹt là mình phải kiểm tra lại, được chưa? Kiểm tra lại coi bóng và mặt nạ của mình có ok hay chưa, được chưa? Rồi chưa gì hết trơn là đặt nội khí quản rồi. Chừng nào mình đã kiểm tra rồi mình thấy bóng mặt nạ mình ok hết rồi mà mình nó bóp mà nó vẫn không có lên được đó nha, thì là lúc đó mình nghĩ tới cái chuyện là nội khí quản nha. Mình á bóp bóng á
mà nó không có hiệu quả khi kỹ thuật mình đúng hết mà nó không có hiệu quả thì coi chừng đây thoát vị hoành rất là hay gặp nha. Đối với thoát vị hoành, khi mà các em bóp bóng nó sẽ đẩy cái trung thất càng ngày càng lệch và em bé nó sẽ ngưng tim và nó sẽ chết luôn, là cái động tác hồi sức của mình làm cho em bé chết luôn, được không? Cho nên thoát vị hoành là phải chẩn đoán được trước sinh và phải đặt nội khí quản, bóp bóng qua nội khí quản chứ không có bóp bóng qua cái đường mũi, được không? Bóp bóng qua đường mũi là nó tệ xuống, càng bóp nó càng tệ, ngừng hồi nữa nó ngưng tim nó chết luôn, được không? Nguy hiểm lắm nha. Bóp bóng nếu như mà không cải thiện, kiểm tra lại coi cái bóng mình, cái mát mình có đúng chưa. Nếu cái bóng cái mát của mình đã đúng rồi mà nó vẫn không có hiệu quả, đặt nội khí quản, được ha. Rồi chỉ định ấn tim khi nào? Ở em bé tim nó rời rạc khi nào mà nó dưới 60 lần trên phút nha, thì mình sẽ ấn tim, được chưa? Rồi cái này tới nữa học hồi sức sơ sinh đi rồi học thêm nha. Cái phần này nói cũng không thể nào nhớ được. Chỗ này bỏ luôn. Bây giờ tiếp theo là cái bài sau khi mình đã chăm sóc em bé xong rồi nha, thì 30 giây đầu tiên xong rồi đó. Giờ tiếp theo là mình sẽ chăm sóc trong vòng 90 phút đầu tiên nha. Rồi 90 phút đầu tiên mấy đứa sẽ được coi giải lao. Đây, cho em bé bú, tới lúc cho bé bú rồi đó nha. Cho em bé bú là gì? Sau khi đẻ xong rồi thì mình lại mình cho nó bú luôn, để làm chi? Mình xong việc rồi, khỏe rồi, tiết kiệm thời gian cho mình ha. Nhưng mà cái câu trả lời trong đây là không, không có ép bú. Chừng nào nó muốn bú thì nó bú. Như vậy mình phải biết được dấu hiệu đòi bú, được không? Đó, bây giờ mình coi phim nha. Bây giờ con sửa nước sữa cho bạn nhé.
quán mẹ ơi. Con cảm ơn mẹ, cảm ơn các cô chú bác sĩ và y tá đã dành cho con chín hơn phút đầu tiên. Con hạnh phúc, mẹ yên tâm chưa được mẹ. Con nhớ các bạn, khi sinh ra đều cần có thời gian để mình trải qua chính thức bản năng đầu đời. Mẹ ôm đầu tiên của mẹ dành cho con, cũng giúp sữa non của mẹ được sớm hơn đấy. Cứ bú của con khoảng hơn 15 phút giúp con no rồi. Bây giờ con ngủ trong khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng mẹ nhé. Thật tuyệt vời khi ở bên mẹ. Mẹ ơi. Rồi, giờ thấy sao? Rõ ràng là cái video này người ta tiến hành quay trên một bà mẹ và một em bé, đúng không? Và người ta đã phân tích và nhìn thấy rõ hết chính cái bước đó, nhưng mà chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, đúng chưa? Chúng ta đâu có biết là có chính cái bước này đâu, phải không? Vậy thì mình cứ quan sát nó để cho nó tự nhiên đi, và chúng ta sẽ hiểu được chính cái bước này. Mà bà mẹ có hiểu không? Không. Cho nên chúng ta biết được là có chính cái bước tương tự như vậy á, thì chúng ta sẽ hướng dẫn cho bà mẹ để bà mẹ biết được chính cái bước này. Vậy á, thì khi mà em bé nó mới vừa sinh ra, chúng ta có cho nó bú liền không? Chúng ta có cần phải ép nó mà đưa cái nấm nhú vô miệng, nó nhét vô miệng nó cho nó biết không? Không. Mà mình chỉ cần làm cái gì? Mình chỉ cần quan sát nó và mình nói cho bà mẹ biết là những cái dấu hiệu nào là em bé nó đòi bú nha. Thì thông thường trong vòng giờ đầu tiên thì em bé nó sẽ bú, và đâu đó thì khoảng 20 phút cho đến 55 phút là nó sẽ bú. Do đó đó thì chúng ta, cái nhiệm vụ chúng ta là chúng ta sẽ hướng dẫn cho bà mẹ biết các cái dấu hiệu mà em bé nó đòi bú, em bé nó muốn bú, sẵn sàng để bú. Dấu hiệu đó là dấu hiệu gì? Ai nói thử coi nè. Giống nãy em bé nãy nó làm gì? Nó đẩy cái chân lên, nó bò trường đúng không? Rồi làm gì nữa? Nó hả miệng ra, rồi nó gì, nó chảy nước miếng ra, nó lè lưỡi ra, phải không? Được 3-4 cái rồi đó, đúng chưa? Rồi nó chép miệng, đúng không? Rồi cái đầu nó quơ qua quơ lại, thấy không, nó cứng không, nó tự bú mà có ai làm gì đâu, phải không? Đó, nó tự quơ, nó bú lên đó, được không? Đó, nè, ghê chưa? Dữ dằn không? Nó dịnh luôn, nó dịnh vú, nó bú luôn, phải không? Đó là bản năng tự nhiên của bé đó, đâu có ai làm gì đâu, đó. Rồi, khi mà em bé nó bú thì chúng ta sẽ làm một cái nhiệm vụ, không phải là nó chính bước, nó bản năng rồi nó tự nó làm ơn nó rồi mình không có làm gì. Tại vì có đứa nó chập ruột, nó làm không có được. Do đó đó thì mình cần phải quan sát để sao cái cổ của bé nó không có bị gập hoặc là bị vẹo gì hết, được không? Cái núm vú đó thì phải đối diện với cái gì? Cái mũi, được chưa? Rồi, cái người em bé nó lúc nào cũng phải được áp sát với cơ thể của mẹ nó hết. Đó. Rồi, tất cả những cái dấu hiệu mà ngậm cái bắt vú tốt mình cần phải quan sát. Nếu như em bé nó ngậm bắt vú chưa tốt thì nó có bú được tốt không? Nó sẽ không bú được tốt, nó bú chạch như vậy toàn là hơi không à, mà nó không có sữa. Do đó thì những cái trường hợp đó thì chúng ta sẽ là người hỗ trợ cho bé nha. Nhưng chúng ta chỉ hỗ trợ khi nào em bé nó sẵn sàng để bú. Rồi nếu như mà một tiếng đồng hồ mình nó không bú thì sao mấy đứa? Đợi nữa không? Chúng ta cần phải đánh giá em bé, coi coi em bé này nó có dấu hiệu gì bất thường không nha. Một cái người khỏe mạnh là cái người ăn, còn cái người mà bỏ ăn là cái người không khỏe rồi, được không? Rồi, cho nên là em thì không bao giờ mà không khỏe. Em luôn ăn. Cho nên là mình phải đánh giá em bé của mình. Nếu như em bé nó không có bú trong vòng 1 giờ, mình coi coi nó có nguy cơ của hạ thân nhiệt gì hay không, mà mình phải xác định lại là xem thực sự là em bé này đã bú được cử nào hay chưa, và bú có hiệu quả hay không, mà mẹ có sữa hay không. Phải kiểm tra là vú và mẹ có sữa hay không để mình có thể kịp thời hỗ trợ. Còn nếu như mà chúng ta không có để ý quan sát, em bé vẫn chưa có bú được trong vòng 60 cho đến 90 phút thì đâu đó em bé sẽ bị hạ đường huyết sao xanh nha. Được không? Mà biểu hiện hạ đường huyết sao xanh của em bé là em bé nó sẽ hôn mê, ly bì, mình tưởng đâu bé ngủ nhưng mà không phải nha. Rồi em bé nó sẽ bị trụy tim mạch. Được không? Rồi. Một tiếng thì can thiệp ha. Rồi. Đây nè, người ta nói nè, không nè ha.
không để trẻ và mẹ một mình. Tại sao mẹ sanh ra mẹ rất là mệt, nếu để trẻ một mình nên là coi chừng rất là nguy hiểm nha. Mình phải theo dõi cái nhịp thở em bé, theo dõi thân nhiệt em bé, theo dõi các dấu hiệu sẵn sàng rồi bú của em bé đó. Nếu như mà không có bú trong 90 phút là phải cấp cứu, và tình trạng cấp cứu là phải đánh giá khẩn liền nha. Rồi trong vòng 90 phút này, điều quan trọng nhất là chúng ta phải tư vấn cho bà mẹ biết tất cả những cái gì nó quan trọng. Như vậy cái gì là quan trọng? Cái quan trọng là cái dấu hiệu con nó sẽ như thế nào để bà mẹ biết, bà mẹ để chăm sóc con và theo dõi con. Cái quan trọng thứ hai là bà mẹ phải biết những dấu hiệu gì là nguy hiểm. Tại vì sau khi sanh xong vẫn có nguy cơ của băng huyết, đúng không? Phải biết như thế nào là bình thường, như thế nào là bất thường. Bà mẹ sanh xong mà mẹ báo với mình là trời ơi em đau bụng quá, là mình thấy bình thường hay bất thường? Sanh xong có còn đau bụng không? Lúc sanh thì đau bụng, sanh xong có còn đau bụng không mấy em? Còn không? Phía bên kia đầu cầu có ai nói là bé mẹ sanh xong có hết đau bụng không? Sanh xong rồi có nó còn cái một cái hiện tượng gọi là co hồi tử cung nha. Thì mình cần phải đánh giá coi coi bà này bà do cái gì, được chưa? Phải có đau bụng do cái co hồi tử cung không, hay là bà đau bụng do cái khác, hay là do dở bàng quang hay là gì đó, dở tử cung gì không? Trời ơi, nhầm khi cũng có nha, nhưng mà bây giờ mình thực hành đúng rồi nó sẽ không ít khi xảy ra mấy chuyện đó. Thì như vậy thì mình phải biết cho bà mẹ là cái nào nó bình thường. Giả sử như bà đau bụng do con hồi tử cung, mình phải giải thích cho bà biết là khi cái tử cung mình nó siết lại đó thì sao? Em đau đó là gì, là hiện tượng sao, tốt hay xấu? Đó là hiện tượng tốt, nó sẽ giúp mình cầm máu, được chưa? Rồi bà mẹ đó, bà mẹ mắc cầu mắc gặn quá là bình thường không? Bình thường hả? Không có bình thường, lỡ bà bị tụ máu rồi mà một cục máu ở dưới rồi nó gây ép cái trực tràng, bà mắc cầu mắc gặn rồi bà đau tận sinh môn rồi sao? Sanh xong đau tận sinh môn là bình thường không? Có thể bình thường, có thể không, được chưa? Cái nhiệm vụ của mình là mình phải giới thiệu cho bà biết cái nào là bình thường, cái nào là bất thường, những dấu hiệu nào cần báo. Tại vì báo để mình thăm khám lại chứ không phải gì trơn á nha. Bà không có nhận biết được đâu. Cái thứ hai nữa, mình phải tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ. Đây là cái giai đoạn vàng, giai đoạn thích hợp. Tại vì người mẹ đang khắc khích với con mình và đang rất là háo hức bởi vì con mới vừa ra đời và người ta đã thành công trong cuộc sanh của người ta. Do đó thì cái giai đoạn này là giai đoạn vàng để nói cho người ta biết lợi ích của chuyện nuôi con bằng sữa mẹ nha. Rồi nhào vô tư vấn nha, hết lợi hết sức luôn. Rồi những em bé nào mà nó còn nhỏ nha, nó non tháng, nó dưới 30 tuần, hoặc là em bé nó dưới 2,5 kg, đương nhiên nó rất là non nớt. Do đó thì nếu như mà nó thở được thì mình sẽ chỉ định áp căng ru nha. Nó sẽ đem lại rất là nhiều cái lợi ích nha. Thì lợi ích của căng ru rất là nhiều, cho nên là nói không có hết nổi. Đó, đây, những người mẹ mà họ phải ấp căng gugu nha, thì em bé khỏe thì họ sẽ tiến hành hỏi cấp ấp căng gugu cho con nha. Thì những cái trường hợp ấp căng gugu thì chúng ta sẽ cần cái áo điệu. Tại vì sao biết không mấy em? Chính bước đầu đời thì cho nó trường bò thoải mái đó đi nha. Nhưng mà có điều căng gugu thì em bé nó quá nhỏ đi, rồi mình có thể bà mẹ sẽ đứng lên đi lại nữa. Thì cái áo điệu này nó sẽ giúp giữ em bé tốt, được không? Đó, cho nên là đối với căng ru ru thì tuyệt đối là phải có áo điệu nha. Còn đối với da cày da ở những trẻ thông thường không có chỉ định căng ru ru thì không có nhất thiết phải có áo điệu. Hoặc là bà mẹ trong tư thế nằm thì mình có thể là đắp khăn thôi, được chưa? Ừ. Rồi, đây nè, đây là cái hình ảnh cái gì biết không? Sanh ba nha. Ông chồng hai đứa, bà vợ một đứa nha, ấp căng ru ru nè. Còn mày sanh đôi, vợ một đứa, chồng một đứa nha. Nè, thấy không? Mấy cô nè, ấp căng ru ru hồ hởi không? Vui vẻ không? Đó, căng ru ru ở khi đi nhi sinh, nhi sơ sinh của mình á mấy em phải vô phòng căng nha. Coi hướng mà lúc đó là em vui rồi, nó là bị anh ơi, có coi cái video này nữa rồi về. Là cũng thiệt là nó đùa đó. Xong cái anh chạy đi họ nói cho người thân, mọi người xong xong mà họ biết thế nào. Bán là sáng thần chuyện gì đến một mình. Cả tối là tiếng muốn định cho em ra. Cũng nói là anh lo lắng vậy đó. Anh kêu là họ kêu là khó khó giữ được bé, kêu là vì lâu tháng quá, mất 2-5 tuần.
có một con học sinh nó lại bắt vào rồi vợ chồng lại mở lên viện lại ngồi có cứu sống được con mình không, rồi mình thì cầu mong rồi đang lúc mà luôn cái tay cái thằng gặp mét cái kêu là dạ đợi đi ạ, kêu là đợi đúng người ra nhận con, đi theo con xuống phòng học sức sơ 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 đã lúc đó mình thì còn không mình được thở được rồi, mình kêu mình nhìn mình cũng sốc mà điều là mình bị buồn gì mình vui gì mình nhưng mình buồn lắm lúc đầu nó chưa có căng ru được, nó phải ăn trong lòng đó nha, nhỏ quá lại nó phải thở nó si bám và nó ăn sữa qua xong dạ dày chục nhỏ lắm. Bác sĩ có nói em là chuẩn bị là hướng dẫn cho em là kêu là sau này có ra ngoài chuẩn bị tinh thần là sẽ ra ngoài cấp má cầm luôn búp bê vậy thấy chưa, ta hướng dẫn để ra đó cầm cu đó đó thấy chưa tập kia cầm ru á trong lòng bố trong lòng mẹ mà nhập bố mẹ nói có thể mắt có thể nhìn quanh để biết mình đang ở đâu rồi, nói chung là tập cầm ru là bác sĩ có nói là giúp cho em bé chỉ nghe hơn về trí não về cân nặng về chiều cao về thính giác khứu giác thị giác quá nhiều nữa đúng không? Con mình vô lòng rồi lúc đó là mình kêu con ơi mình cũng hay nói chuyện với con mình hát cho con nghe được hết mọi thứ rồi mình cầm tay con mình dễ đúng với con rồi vui đùa với con mình nhưng mà ôm con mình vô lòng vì còn đi bằng rồi này thì mấy em nhìn thấy không toàn là những con chuột không à. Thì cái áp căng ru này á, nó mình rất là cơ bản thì nó là một cái lồng áp tự nhiên ha trên người mình và áp 24/24. Do đó thì một người cũng có phải có tấm rửa đá dĩa đi vệ sinh, thành ra đó là đâu có ai áp được 24/24, cho nên một em bé thì sẽ có hai người hoặc là ba người áp thay phiên với nhau để còn vệ sinh cá nhân được, ăn uống được ha. Thì á cái căng ru á nó có thể là cái gì, nó sẽ là em bé nó còn bắt được cái nhịp thở của mình và nó bắt được cái nhịp tim của mình và nhờ cái thân nhiệt của mình mà điều hòa thân nhiệt của nó nữa ha. Thì cái thân nhiệt của cái lò sưởi thì làm sao mà bằng cái 37 độ hằng định của mình đúng không, cho nên á là áp căng ru là nó là một cái điều hết sức là kỳ diệu, nó giúp em bé nó phát triển rất nhanh. Và người ta so sánh giữa em bé áp căng ru ru mà nuôi bằng sữa mẹ với nuôi bằng sữa công thức nó sẽ khác biệt. Nuôi bằng sữa công thức em bé nó sẽ chậm, phản xạ chậm hơn và nó sẽ tiến bộ chậm hơn so với một em bé nuôi bằng sữa mẹ. Cái sữa mẹ giúp em bé tiêu sữa tốt hơn, tăng cân tốt hơn nha. Và em bé nó thở tốt hơn. Đó. Thì cho nên mấy em thấy sự kỳ diệu của áp căng ru ru. Đó. Cái này là sơ bộ tất cả những cái gì mà chị cho các em biết về ENC chăm sóc nha. Chăm sóc thiết yếu của bà mẹ và trẻ sơ sinh ngay sau sanh gồm có sanh thường và sanh mổ. Đối với sanh thường thì sẽ có 6 bước, đối với sanh mổ thì sẽ có 5 bước. Và tất cả những cái điều mà mình làm cho em bé là những cái điều tối thiểu, tối cần thiết và không có can thiệp quá mức ha. Rồi, cái thứ hai nữa đó là mình chăm sóc thiết yếu thì nuôi con bằng sữa mẹ là điều quan trọng nhất. Và cái thứ ba nữa, những em bé nào mà nó còn non nớt mà nó có thể thở được, mình sẽ chỉ định áp căng ru ru thì làm cho em bé nó sẽ phát triển tốt hơn và phát triển toàn diện hơn. Đó là nội dung của chương trình ENC thôi nha. Rồi, mấy em có thắc mắc gì thì cứ hỏi nha, rồi chị sẽ giải đáp thắc mắc nha. Rồi, em hỏi gì em hỏi đi, tranh thủ hỏi. Đọc cái cơn co. Ừ. Thực ra đó thì cái đó nó cũng không có giới hạn nha. Có đôi khi đó thì mình sẽ phải một số người cái chân của nó hơi dài thì mình không có tính từ cái thời gian đó được không? Đa số là khi nào mà nó bắt đầu nó có hiệu quả, tức là mình sẽ cảm nhận được cái cơn đau đó đó, nó sẽ kéo dài từ bao nhiêu cho tới bao nhiêu giây, từ cái thời gian nào đến thời gian nào là nó kéo dài. Bình thường cái cơn co mà nó có hiệu quả đó là 40 giây trở lên. Còn một cái cơn co nếu như mà nó tới cái đỉnh mà nó cứ kéo dài
hơn 60 giây thì Tổ chức Y tế Thế giới người ta nghi ngờ đó là cái cơn co cuồng tính nha. Còn đối với A cấp thì cái cơn co mà nó kéo dài trên 2 phút nha, thì người ta nghi ngờ đó là cơn co cuồng tính. Còn cái thời gian của cái cơn co đó thông thường đó là mình sẽ kéo từ cái chỗ cái chỗ mà bắt đầu của cái cơn co mà nó có hiệu quả gây đau. Chứ nếu mà nói từ cái chân cũng không đúng. Cái chân thì có nhầm cái mình thấy nó nhiều hơn 60 giây. Mình sẽ coi người ta cảm nhận được cái cơn đau đó và mình sẽ đánh dấu. Và thật ra nó đơn giản lắm, cái đó nó không có giới hạn đâu, mấy em thấy đâu nó cỡ 1 phút hoặc 1 phút rưỡi nó không thành vấn đề nha. Nhưng mà điều quan trọng là nó có làm biến đổi tim thai hay không, hoặc là cái cơn gò đó nó kéo dài quá mức cái đỉnh của nó, cái đỉnh nó kéo dài hơn một phút, thì mình thấy đâu đó là một cái cơn gò cường tính rồi đó nha. Thường cái cơn gò cường tính nó sẽ kéo dài cái đỉnh nó lên trên và nó sẽ đi bị cắt ngang cái đường chân đó. Nó hết giấy luôn nha, nó đi nằm ngang. Không có cái gì là tuyệt đối hết trơn. Ừ, đọc biểu đồ tim thai cũng vậy, đừng có quá căng quá công thức quá đó nha. Giả sử như tim thai mà 142 lần trên phút là thấy xàm đó. Tim thai cơ bản đó, mình phải làm tròn lên hoặc là xuống trong khoảng 5 nhịp nha. Ừ, mấy em có ai hỏi gì không? Hai lớp có ai hỏi gì không? Không ai hỏi gì vô điểm danh nè. Mấy bạn đâu hết trơn rồi, kêu vô điểm danh đây. À đây là nhiêu vậy? 63. Rồi, nếu mấy em không hỏi gì thì mình kết thúc buổi học ở đây nha. Rồi có gì nếu như mà còn thắc mắc gì đó thì nhắn qua Zalo hoặc là gửi cho Chí á, Chí sẽ tổng hợp lại gửi cho chị, được không? Rồi tạm biệt lớp nha. Dạ lớp, cảm ơn chị. Rồi. Dạ cảm ơn chị.